Đồ gỗ Sơn Đông xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2018 và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người mẫu giường gỗ có kích thước 1m8 x 2m được làm từ chất liệu 100% gỗ đỏ với thiết kế cong vòm cực kỳ đơn giản. Kính mời mọi người cùng theo dõi. Phần đầu giường được chúng tôi thiết kế có chiều dài lên đến 8 phân. Mẫu giường này được làm từ 100% gỗ đỏ cao cấp. Gỗ đỏ là loại gỗ quý hiếm, vân đẹp, màu sắc hút mắt. Ưu điểm nổi bật của dòng gỗ này là chắc, cứng và ít bị mối mọt. Càng sử dụng lâu, vân gỗ lên màu càng đẹp, thớ gỗ sáng mịn, chắc chắn, chịu lực tốt, ít bị cong vênh dưới mọi điều kiện thời tiết. Phần vai giường cũng được chúng tôi thiết kế cực kỳ chắc chắn, có chiều dài lên đến 4 phân. Một đặc điểm vô cùng nổi bật khác của chiếc giường ngủ này, đó chính là hệ thống nâng đỡ tuyệt vời. Phía dưới phẳng phẳng là các đòn nâng được bắt ngang qua giường, giúp giường có thể chịu được tải trọng lớn hoặc những va đập mạnh từ bên ngoài môi trường khi vận chuyển. Phần đuôi giường có chiều dày tương tự như phần đầu giường, chiều dày 8 phân. Chiếc giường ngủ này sở hữu kích thước khá rộng, lên đến 1m8 x 2m, bao gồm bộ vặt phẳng được chế tác và phân cách khá tỉ mỉ. Thiết kế đầu giường và đuôi giường tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên thần thái sang trọng. Hiện tại, chiếc giường ngủ này đang được chúng tôi bày bán với mức giá cực kỳ ưu đãi, chỉ 28,5 triệu đồng. Để biết thêm chi tiết sản phẩm, quý khách hãy gọi cho tôi vào số điện thoại bên dưới màn hình hoặc ghé trực tiếp cửa hàng nội thất Sơn Đông chi nhánh Tiền Giang, số 108 ấp Bắc, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Còn bây giờ, video của tôi cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau.